mình đã tới vườn nho Tây Ninh, chuyên sản xuất rượu vang với đây là vườn nho để mình vô mình tham quan. Mọi người tới Tây Ninh thì cũng phải nên ghé cái vườn nho này để mình vô mình xem cây nho ở đây. Nó giới thiệu là có nho thân gỗ. Đây là vườn nho, người ta đang trồng nho thân gỗ loại giống mới. Mình sẽ vô mình review, mình quay cho cả nhà mình xem ha. Nè, nho thân gỗ nè, nho thân gỗ là nho cây nè. Cái thông tin chủ vườn nho cho biết là nho đang thay cây nên cả nhà mình muốn đến thăm vườn nho thì hãy đi vào khoảng tháng 4, tháng 5 nè. Lúc đó thì vườn nho sai trái trở lại, đó mình có thể tới đây review, ăn nho, thưởng thức nho tại chỗ ở vườn rất là ngon ha. Cả nhà mình qua xem cây nho thân gỗ nha. Đây nho thân gỗ. Thôi đừng hái nữa con, đi ra. Dạ. Với sữa hoàng kim. Cái này mình có bán giống không? Bao nhiêu cây vậy? Giống cây trái đỏ. Đây là bán cây giống luôn nè. Cherry mình trồng có được, trời lá lạnh mà. Cherry nó sống được. Cái bông tím á, bông tím nè. Bông tím nè. Cây vú sữa hoàng kim kìa. Cây hả? Mua cây giống đó. Nó lạ đó Khang. Em trồng ở đâu? Chứ nhà mình cũng có trời đà xanh đất mà. Ngoài tham quan vườn nho mình có thể mua rượu nho, mật nho tại nơi mình tham quan. Mình phải thử rồi trước khi mua. Nó rất là ngon, chất lượng. Mua cây giống về trồng luôn. Đâu mật nho, rượu nho gì đâu, thử đi. Rượu nho nè. Ôi nó ngon. Ôi, cục trắng nó chua. Cái mật nho á, nước trà vậy. Đúng rồi, mưa nước trà. Đó là rượu. Đó, mình tới đây mình thưởng thức, mình mua mật nho về mình làm quà đi anh chị em ơi. Tới quán, chủ quán đãi cho ăn bánh tráng trộn nè, hay mì nè, mật nho, bụi nho nè, đãi miễn phí, không có bỏ xỉ nha. Cái này là bán tại chỗ nghe, ship toàn quốc nha. Mấy anh chị uống ngon rồi nhớ có số điện thoại gọi điện lên, ta ship toàn quốc nghe, chứ không có bỏ xỉ nha. 100k rẻ rồi. 5 chai luôn hả? Trời ơi, chị này mua 5 chai luôn. Chị kia mấy chai chị? Chị kia mấy chai? 3 chai. Đẹp đẹp cho 3 chai đi. Ba chai. Ôi, chị kia 1 chai luôn kìa chị ơi. Chị đó 1 chai gì đẹp đẹp, nghe bà nói 1 chai luôn. Chục chai ship chai cho tặng chai chị? Đó, chục chai tặng chai. Ủa, chục chưa? Ôi,
ơi, chục chai tặng chai, còn gắn 4 chai đi. Có mình nói nữa đó. Không thấy chủ quán mà công ty nha, công ty nha. Để thương không, chục chai tặng chai. Công ty đồ.